Hello, xin chào các bạn. Điện tử Hải Tâm đây sẽ giới thiệu đến các bạn một dòng sản phẩm camera siêu nhỏ giấu kín mới, đó chính là chiếc camera V100 Pro. Thì tại sao nó lại là cái tên V100 Pro? Thứ nhất là nó là cải tiến từ cái dòng V99 lên, và nó cũng là cải tiến từ cái dòng V100 đời cũ. V100 thì nó vẫn là cái dòng V100 như thông thường, nhưng mà Pro hơn ở cái chỗ là nó có cái mắt cam lồi giúp góc quay rất là rộng lên đến 200 độ. Thì ngay sau bây giờ mình sẽ khui hộp sản phẩm và giới thiệu đến các bạn cái dòng sản phẩm mới này. Rất là nhiều các bạn trẻ đang mong chờ cái sản phẩm này ra mắt. Thì trước tiên đi vào hướng dẫn sử dụng thì các bạn nhanh tay đăng ký kênh YouTube Đăng Phát để được miễn phí ship trên toàn quốc khi mua hàng. Và mình xin lưu ý với các bạn một điều là hiện nay trên Facebook rất là nhiều đơn vị đang mạo danh số điện thoại bên mình để đi lừa đảo khách hàng, lừa gạt khách hàng. Thì mình lưu ý với các bạn một điều là các bạn mua hàng gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 094-226-2345, hoặc là các bạn kết bạn qua Zalo số điện thoại 094-226-2345 thì số điện thoại gọi điện trực tiếp cho mình thì chính là mình rồi. Thứ hai, Zalo thì không ai có thể mạo danh được Zalo, còn Facebook thì mạo danh rất là nhiều. Zalo chỉ duy nhất mỗi link một số điện thoại đăng ký thôi, thì mình đăng ký luôn số điện thoại hotline của mình. Thì các bạn nào có nhu cầu mua hàng, thứ nhất là gọi điện trực tiếp, thứ hai là cái bạn Zalo để tránh mua phải hàng nhái hàng giả trên thị trường. Đấy, ngay sau bây giờ mình sẽ vào vấn đề chính, đó chính là mình khui cái hộp sản phẩm này ra cho các bạn. Đây chính là chiếc camera V100 Pro. Đấy, bây giờ mình sẽ khui hộp sản phẩm ra này. Được chưa? Đây chính là pin. Pin này thì dung năng là 4000 mAh. Các bạn có thể lưu ghi hình liên tục từ 10 đến 12 tiếng. Đây là cam. Đây. Pro hơn một cái chỗ là nó mắt lồi nhá các bạn nhá. Cam gương cầu lồi giúp quay rất là rộng. Đấy, đế tản nhiệt, dây dù rất là chất lượng luôn, dây sạc và sách hướng dẫn sử dụng. Đấy các bạn, đây sách hướng dẫn sử dụng, mọi thông số đều ghi rất rõ ràng trên giấy nhá. Đấy, các bạn nào cần thông số kỹ thuật thì đây. Đây nhá, cái này thì sử dụng app lúc cam nhá, áp lúc cam các bạn nhé. Đấy, rất là rõ luôn. Thì cái thiết bị này nó có chức năng như nào? Thứ nhất là nó có thể kết nối xem được trực tiếp từ xa qua cái điện thoại này. Các bạn có thể xem bằng wifi, bằng 3G, 4G. Đấy, không nhất thiết là cần phải wifi. Cái thiết bị này thì các bạn, điện thoại các bạn cứ có 3G, 4G bật lên là được. Và một điều kiện nữa là Wi-Fi cái cục này nó sẽ phát ra. Thứ nhất là Wi-Fi của cái camera này phát ra, thứ hai là Wi-Fi tại nhà mình. Đấy, là các bạn phải có Wi-Fi. Đấy, cấu tạo của nó nhá. Cấu tạo của nó gồm một mắt cam, có mắt cam cầu lồi này. Đấy, đây. Thứ hai là dây, dây các bạn nhìn này. Dây là hoàn toàn là dây dù nhá. Đấy, cái dây này là khoảng 20cm. Đây, dây này khoảng 20 phân. Đấy, một găng tay là 20 phân nhé. Thứ ba là cái hộp main. Hộp main thì nó đang được cải tiến lên là hộp main tản nhiệt. Đấy, đây tem bảo hành này, hộp main tản nhiệt được chưa? Thì ở bên sờ này nó sẽ có các nút chức năng. Thứ nhất là chân sạc, hai là khe cắm thẻ nhớ. Khe cắm thẻ nhớ thì các bạn để đúng nhà, để đúng chéo nhà và đặt cái thẻ này cắm vào như này. Trước khi cắm thẻ vào thì các bạn xóa hết dữ liệu trong thẻ nhớ đi nhá, format đi nhá. Đây là on off này, tắt bật này, và đây là nút reset. Thấy chưa? Còn có nhiều bạn hỏi đây là cái gì, đây chính là cái anten để phát cái camera này, nó tự phát ra wifi nhá các bạn nhá. Đấy, đây là anten phát wifi. Đấy, khi sử dụng thì các bạn cắm pin này vào cho mình. Đấy, cắm hai cái đầu này vào thì cam nó sẽ phát sáng ở đây. Đấy. Thì với cái chiếc cam mini siêu nhỏ này thì đã áp dụng được rất là nhiều các cái công việc trong thực tế. Thứ nhất là giúp các bạn giám sát nhà cửa. Đấy, khi mình không có nhà, giám sát nhà cửa khi mình không có nhà. Thứ hai là gì ạ? Thứ hai là các bạn có thể giám sát vợ chồng, con cái xem hôm nay ở nhà làm cái gì. Và nói chung là cái này thì nó là cái vấn đề mà mình không muốn nói trực tiếp với các người trong gia đình, thì mình có thể
gắn cái thiết bị này để theo dõi xem hoạt động của các thành viên trong gia đình. Thứ ba là với các cái nhà có điều kiện thì họ thuê giúp việc hoặc là thuê bảo mẫu trông trẻ, thì các bạn có thể sử dụng cái này. Thứ nhất là xem bảo mẫu hôm nay có làm hoàn thành tốt công việc của mình hay không, hoặc là xem hôm nay là con mình ở nhà làm cái gì, gửi bé cho bảo mẫu trông, bảo mẫu có đánh đập hay không. Thì vừa rồi trên mạng rất là nhiều các cái clip mà đánh đập bạo hành trẻ em mà bị quay lại, thì mình xin nhắc lại với các bạn là hoàn toàn 100% là do các cái loại cam giấu kín như này nó ghi lại hình ảnh. Chứ nhà mà lắp cái cam to ấy thì bảo mẫu nhìn thấy người ta đã hốt rồi thì người ta sẽ mang con mình đi một cái chỗ mà không có cam người ta đánh đập đấy. Còn khi sử dụng cái này thì họ sẽ không biết mình dùng cái này, mình giấu kín nó đi, thì họ sẽ làm các công việc, nếu mà họ đã đánh đập thì họ sẽ đánh đập, mình sẽ ghi lại được hết. Và đây sẽ là cái bằng chứng trước tòa để khiếu lại hoặc là lên án các cái hành động bạo lực của các cái bà trông trẻ đấy. Thứ ba là các bạn có thể giám sát ở các cửa hàng, các văn phòng xem nhân viên hay là công nhân của mình có làm việc hay không, và đối xử với khách hàng, với các đồng nghiệp như thế nào. Thì với cái chiếc cam này thì nó có thể ghi lại hết mọi hình ảnh như vậy. Còn là ở các công xưởng, nhà trại hay là vườn trại thì các bạn đều có thể sử dụng cái thiết bị này hết. Đấy, thì nói chung là nó rất là nhiều ứng dụng trong thực tế mà rất rất nhiều người đang tìm kiếm cái sản phẩm này. Thì khi các bạn xem được cái clip này mà các bạn nào mà thấy nó phù hợp với cái công việc mình cần sử dụng cái thiết bị như này thì các bạn nhanh tay alo trực tiếp đến số điện thoại cho mình nhé. Đấy. Còn bây giờ thì mình sẽ đi vào hướng dẫn các bạn cách sử dụng. Cách sử dụng thì nó rất là đơn giản. Thứ nhất là các bạn cần tải một cái ứng dụng để xem trực tiếp về. Cái ứng dụng đó chính là cái ứng dụng Lookcam, biểu tượng như trên màn hình các bạn nhé. Ứng dụng Lookcam biểu tượng như trên màn hình. Đấy, thì mình đã tải trước rồi. Thì các bạn nào mà dùng điện thoại iPhone thì các bạn vào chữ A này là App Store để tải về nhé. Đấy, còn các bạn nào mà dùng Samsung, Oppo hoặc là các cái hệ điều hành Android ấy, thì các bạn vào cửa hàng CH Play để các bạn tải về. Thì khi tải về xong thì các bạn bật máy lên, cắm pin vào và nó sẽ sáng hai cái đèn này lên. Thì sau đó bước tiếp theo là các bạn vào phần cài đặt của điện thoại, rồi sau đó các bạn vào phần Wi-Fi. Khi các bạn vào phần Wi-Fi thì camera nó sẽ phát ra một cái dòng Wi-Fi này, F001978. Thì các bạn để ý này, F001978 thì nó lại là cái dòng ở trên cái mã QR này. Đấy, các bạn nhìn này, đúng không? Giống không ạ? F001978Z. Đấy, F001978Z. Thì đây chính là cái Wi-Fi mà camera là tự phát ra. Thì các bạn chọn vào nó. Bây giờ các bạn chọn vào nó nhá. Các bạn chọn vào nó xong, ok, rồi là đánh dấu tích, ok. Mạng không bảo mật tức là không có mật khẩu. Rồi sau đó các bạn vào app Lookcam, vào cái app đã tải về nhá. App Lookcam. Được chưa? Thì bây giờ đấy thì nó sẽ ra một cái cam mới. Đây, nó sẽ nhảy ra một cái cam mới. Thì các bạn chọn ok. Đấy, ok, rồi các bạn nó ra này, các bạn quay trở lại. Rồi, các bạn ấn vào đây. Đây, thứ nhất là nó có nút cancel để vào xem. Còn modify này, nhớ bạn hỏi là mình cái cam này có cài đặt mật khẩu hay không, thì tất nhiên là có rồi. Thì các bạn ấn vào modify. Đấy, thì các bạn đây là password cũ. Cái dòng đầu tiên là password cũ, thì không có password thì các bạn không cần nhập. Đây, new password là các bạn nhập password mới vào dòng thứ hai, và dòng thứ ba là các bạn nhập lại password mới, sau đó các bạn chọn ok là xong. Không phải nhập dòng đầu nhé các bạn nhé. Đấy, sau đó các bạn scan đi, hoặc là các bạn mà chọn thì các bạn ấn ok nhé. Rồi bây giờ mình ấn vào xem thì mình chọn scan. Được chưa? Đây. Đó. Rất led luôn. Full HD luôn các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn rõ chưa? Đây. Cái này thì nó ghi được cả tiếng luôn nhá. Alo. 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 Cái tiếng nó hơi bé các bạn nhé. Alo. 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 Đấy. Nói chung là nó ghi được cả hình cả tiếng, ghi được cả âm, chụp ảnh luôn này. Nó chụp được cả ảnh nhá.
Đấy, chụp được ảnh này. Tiếng nó hơi bé thôi. Đấy, mình quay ra ngoài rồi cho các bạn xem, rất là nét luôn. Góc lồi nhá, góc cam nồi rất rõ. Và quay ra ngoài trời nó không bị ngược lắm. Hình ảnh nó thu lại vẫn rất là rõ. Quay rất xa. Nhưng là cái hàng này quay rất là ok luôn. Ai làm gì được, các bạn có thể quan sát được hết luôn nhá. Dầu kín nó đi. Các bạn dầu kín rất là đơn giản thôi. Đấy, các bạn nói chung là tất cả các cái này các bạn giấu hết đi. Và chỉ cần thò cái mắt cam này ra thôi. Đấy, các bạn để khe cửa sổ hay là khe máy giặt được hết. Đấy, các bạn chỉ cần thò cái mắt cam ra như này cho mình. Quay được hết luôn nhá. Đấy. Rồi ok. Đây là đang xem trực tiếp bằng wifi của camera phát ra. Thì các bạn nào mà muốn xem bằng 3G, 4G thì làm như nào? Thì các bạn quay trở lại này, các bạn lưu ý này. Ấn nút quay back trở lại. Ở cái phần nói hiện online này nhá. Thì ngay bên đó là các bánh răng cài đặt, các bạn ấn vào bánh răng cài đặt. Sau đó các bạn chọn device setting là cái dòng cuối nhá. Đó. Thứ nhất là các bạn muốn lưu vào thẻ nhớ. Các bạn muốn cứ bật cam lưu vào thẻ nhớ thì các bạn chọn vào dòng SD card này. Đấy. Các cái này nó bật hết lên rồi. Chọn đây là chọn độ phân giải rồi. Ok, cái này nó tự động lưu rồi. Còn cái mà video duration này. Đây, video duration này. Ở đây là 3 minute, mình hơi kém tiếng Anh. Thì 1, 3, 5. Tức là cứ mỗi đoạn là 5 phút. Đấy. Bạn chọn số 5 thì mỗi đoạn 5 phút. Ok. Rồi, thế là cứ bật lên là tự động lưu rồi nhá. Đấy. Ok, bây giờ cứ bật cam này là cứ 5 phút một đoạn nó lưu hết vào thẻ nhớ rồi. Bây giờ tiếp theo là cái phần kết nối xem từ xa qua 3G, 4G. Thì các bạn đẩy là cái dòng wifi setting này. Dạ. Các bạn ấn vào nó. Rồi sau đó các bạn chọn cái wifi tại nơi mình đặt camera nhá. Ví dụ nơi mình đặt camera này là cái anh Hải camera này, wifi của mình. Sau đó các bạn nhập password vào. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy, đây là password của cái wifi anh Hải camera. Thì các bạn chọn ok. Ok, thì nó sẽ hiện ra là đã lưu và report lại camera. Đấy. Đấy, thì bây giờ nó sẽ hiện apply này. Và bây giờ các bạn vào phần cài đặt. Thì cái wifi của camera tự động nhảy xuống. Và nhảy lên, nó tự động nhảy lên là cái wifi tại nhà mình. Hay nói cách khác là wifi tại nơi mình đặt camera. Thì nó nhảy lên. Bây giờ các bạn vào phần xem trực tuyến. Vào lúc cam. Bây giờ các bạn vào lúc cam như này. Thì các bạn lưu ý là nó sẽ, đây là không, đây là một cam khác mình đang giám sát ở nhà mình nhé. Một cái thiết bị này các bạn có thể xem được rất là nhiều cái camera trên cùng một cái điện thoại. Đấy. Các bạn đợi một chút thì nó sẽ cập nhật được. Cái camera kia là mình đang giám sát tại nhà mình. Đây, thì nó sẽ hiện online và các bạn chọn cancel. Bây giờ đây. Quay luôn. Đấy, đây là đang xem bằng wifi của camera phát ra nhá. À, của tại nhà mình nhá. Đấy. Còn như trước như một cái tháng trước đó chính là cái lỗi ứng dụng là xem từ xa qua 3G 4G bị lỗi. Bây giờ các bạn muốn xem từ xa qua 3G 4G thì các bạn chỉ cần tắt wifi đi. Bây giờ nó đã khắc phục được rồi. Các bạn nhìn là mình đang bật 3G nhá. Đang bật 3G. Và nó cũng report lại đi. Đấy, 3G xem được luôn này. Các bạn nên lưu ý xem bằng luôn 3G này. Xem luôn bằng 3G luôn này. Đây. Rất là nét. 3G của mình hơi kém thì mình sẽ chọn độ phân giải nó thấp hơn. Cho nó đỡ bị giật. Đấy, đấy chưa? Đấy, chọn độ phân giải thấp hơn thì nó không bị giật khi xem qua 3G. Các bạn nào mà 3G với đăng ký mạng khỏe hoặc là 4G thì các bạn xem không bao giờ bị giật. Đây, cái điện thoại của mình đăng ký mạng nó đã hết tốc độ cao rồi. Thì mình chọn độ phân giải thấp để test cho các bạn xem. Đấy. Test ở đây chủ yếu là cho các bạn xem được là nó đã xem được từ xa qua 3G và 4G. Đấy. Nhiều khi các bạn thắc mắc ấy, thì mình hôm nay mình mới có thời gian mình làm clip này
gửi đến các bạn cách sử dụng cũng như là công dụng của cái chiếc camera V100 Pro này. Thì vừa rồi mình đã giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các bạn thành công cái chiếc camera V100 Pro này. Thì tất cả các bạn nào đang có nhu cầu tìm hiểu về cái dòng sản phẩm camera V100 Pro này nhá, thì các bạn cứ alo trực tiếp đến số điện thoại 0942662345 trên màn hình cho mình, kết bạn Zalo số điện thoại trên màn hình để được gặp trực tiếp mình. Mình sẽ tư vấn và hỗ trợ các bạn những cái sản phẩm phù hợp nhất với các công việc mà các bạn cần sử dụng đến các thiết bị camera mini này, cũng như là tại sao vì các bạn mua hàng bên mình, các bạn có thể đến trực tiếp. Bên mình có hai cơ sở thứ nhất ở Hà Nội và cơ sở thứ hai ở Sài Gòn. Các bạn có thể qua trực tiếp hai cơ sở này để mua hàng và thử hàng trực tiếp. Và một số bạn ở xa mà không đến được thì bên mình sẽ gửi hàng qua đường bưu điện cho các bạn, và các bạn yên tâm mua hàng bên mình, các bạn được bóc hàng ra kiểm tra. Thứ nhất là kiểm tra cái mẫu mã xem đúng cái sản phẩm mình đã đặt hay không, đúng cái sản phẩm mình đang giới thiệu trên màn hình như này hay không. Thứ hai là các bạn bật camera lên hoặc là mua bất cả một cái gì, các bạn bật lên và kết nối trực tiếp với điện thoại xem đúng như mình giới thiệu, hình ảnh đúng như mình giới thiệu hay không, thì các bạn mới nhận hàng và thanh toán. Thế là mua hàng sẽ được bóc hàng ra kiểm tra và test thử hàng luôn, đúng ok như quảng cáo thì các bạn mới được thanh toán. Đó chính là quyền lợi của các khách hàng mua hàng tại bên đơn vị mình. Và cái sản phẩm này bên mình sẽ bảo hành lỗi đổi mới cho các bạn trong vòng 1 năm. Ngoài ra ngoài 1 năm thì bên mình vẫn hỗ trợ sửa cho các bạn, đấy, sửa chữa và bảo dưỡng cho các bạn cái sản phẩm này. Thì các bạn nào có nhu cầu mua hàng thì alo trực tiếp cho mình nhé, và đừng quên đăng ký ngay cái kênh YouTube đang phát để được miễn phí ship trên toàn quốc khi các bạn mua hàng tại đơn vị mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bạn.